Nói chung là đi cái xe này thì nó an toàn và để cho những người già yếu và những người tàn tật đấy. Xin chào tất cả mọi người và các bạn đang xem. Đây là chương trình xe điện ba bánh Săn Tông về với những vị khách hàng thân yêu. Và ngày hôm nay thì có mặt một bác gái đã đến tại hệ thống xe điện bên Nhật. Thì bác đã chọn chiếc Săn Tông M6. Đây là một cái mẫu Săn Tông nhỏ gọn dành cho nữ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với bác một chút, thì xem cái lý do sao bác lại chọn cái mẫu xe điện này nhé. Vâng ạ, chào bác. Vâng. Vâng. Bác có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ? Tôi tại vì là bây giờ là cũng có tuổi rồi mà chân tay thì nó yếu, huyết áp, nên là tôi mua cái xe ba bánh này để đi cho nó an toàn. Dạ vâng. Ngoài cái vấn đề mình đi lại ra thì bác có sử dụng xe ba bánh này để phục vụ thêm những mục đích gì đúng không ạ? Không, chỉ đi chợ với lại đưa đón cháu đi học. À dạ vâng. Vâng. Đó, đấy, mẫu xe điện ba bánh thì nó có nhiều cái lợi ích và nhiều cái mục đích sử dụng khác nhau ấy mọi người nhé. Ngoài thì bác sử dụng vì chân tay bác yếu ra này, đấy thì bác có thể sử dụng phương tiện này để đón đi đón cháu rất là tiện lợi. Và lúc nãy thì Minh Nhật đã hướng dẫn cho bác sử dụng cái mẫu xe điện ba bánh rồi, và cho bác đã đi một vòng rồi, thì bác có cái cảm nhận như nào khi lần đầu tiên mình đi xe điện ba bánh ạ? Nói chung là đi cái xe này thì nó an toàn và để cho những người già yếu và những người tàn tật đấy. Vâng. Đi thì nó an toàn. Vâng. Cảm thấy là mình đi là nó tự tin, an toàn. Dạ, không có vấn đề gì. Cháu xin phép hỏi thêm bác một câu hỏi nữa là bác vì sao bác lại chọn Minh Nhật để làm cái địa chỉ mà mua cái dòng xe điện ba bánh này được không ạ? Tại vì trong cái này thì tôi cũng tham khảo rồi và con trai cũng đi tham khảo rồi, thế nên là tôi đến cái địa điểm này tôi thấy là nó có uy tín và cũng đã có người giới thiệu rồi, nên là tôi chọn cái địa điểm cửa hàng xe Minh Nhật này. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Đó là những lời chia sẻ từ vị khách hàng đang sở hữu chiếc xe điện Săn Tông M6. Quý khách hàng xem được cái video này thì nếu mà có cái nhu cầu mua về cái xe điện ba bánh phương tiện đi lại dành cho người già thì hãy liên hệ ngay với Minh Nhật theo số line 0916 999 522. Xin chào mọi người.